thành phố Hồ Chí Minh hơn 90 km về phía Tây Bắc là núi Bà Đen. Đây là một ngọn núi lửa đã tắt nằm ở trung tâm tỉnh Tây Ninh với độ cao 986m. Đây là ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam hiện nay, được mệnh danh là đệ nhất thiên sơn. Đường đi tới núi Bà Đen khá là dễ đi, từ Sài Gòn các bạn đi theo quốc lộ 22 tức đường Xuyên Á. Sau khi đi qua huyện Củ Chi, các bạn sẽ tới địa phận tỉnh Tây Ninh. Từ cổng chào Tây Ninh, các bạn chạy thẳng 5 km sẽ tới một ngã ba. Từ đây các bạn tiếp tục chạy thẳng 18 km nữa về huyện Gò Dầu. Khi tới ngã ba Bảo Đồn, các bạn rẽ trái đường DT 784 và chạy thẳng 28 km nữa. Khi tới xã Ninh Lợi, thành phố Tây Ninh, các bạn rẽ phải đường Bờ Lờ, chạy thẳng một đoạn là tới khu du lịch Sơn Vua núi Bà Đen. Vé cáp treo mình mua tại một điểm bán vé dọc đường gần núi Bà Đen. Các bạn có thể mua vé tại chân núi, giá vé mình để ở dưới phần bình luận. Vé cho một người bao gồm hai vé là vé cổng và vé cáp treo. Tuyến cáp mình đi hôm nay là tuyến Bà Đen Vân Sơn từ chân núi lên đỉnh núi. Tại đây có bán kem tươi khá là ngon, các bạn có thể thử. Hiện nay Sun World Bà Đen Mo Thần đang vận hành 3 tuyến cáp treo. Tuyến cáp treo Vân Sơn đưa du khách từ chân núi lên đỉnh núi Bà Đen có chiều dài xấp xỉ 2 km. Tuyến cáp treo Chùa Hang từ chân núi lên chùa Bà Đen có chiều dài xấp xỉ 1,2 km. Tuyến cáp treo Tâm An nối thẳng từ chùa Bà lên đỉnh núi là hạng mục đầu tiên của năm 2023 với độ dài 1,2 km.
lá cờ độ cao 986m tại đỉnh núi Bà Đen. Công trình tượng Phật núi Bà Đen có tổng chiều cao 72m và được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ theo kỹ thuật công nghệ gia công cơ khí áp lực cao của châu Âu, là kết tinh hoa của tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật và điêu khắc. Tượng Phật Bà trên núi Bà Đen đã xác lập hai kỷ lục là tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi do Tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng, và tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng. Các bạn có thể thấy phía đằng xa kia chính là lòng hồ Dầu Tiếng. Để lên đỉnh núi Bà Đen, ngoài đi cáp treo, các bạn có thể đi bằng đường bộ. Bây giờ mình sẽ đi lại chỗ mốc độ cao của núi Bà Đen. Thank you.
Bữa trưa mình ăn trên đỉnh núi gồm cơm đùi gà sốt tiêu xanh và món cơm sườn non đốt lò sốt BBQ. Các bạn nhớ canh thời gian xuống núi vì cáp treo không chạy liên tục. Sau đây mình sẽ để lịch vận hành cáp treo cho các bạn tham khảo.